Như là một nhà lữ hành chập chững bước vào một thế giới mới lạ, bạn đặt chân vào thị trường crypto với kỳ vọng về một cơ hội thay đổi cuộc sống và thăng hoa trong tài chính. Tuy nhiên, đằng sau vẻ hào nhoáng và lời hứa về sự giàu có là một hành trình đầy thách thức, nơi mà mỗi bước đi đều tiềm ẩn những cạm bẫy khó lường. Hello, hello, xin chào các bạn đã đến với Thuần Capital ngày hôm nay. Hôm nay là trưa ngày thứ bảy tại Hoa Kỳ và cũng không có nhiều tin tức các bạn thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ một bài viết mà nhiều bạn rất là thích trên trang web Thuần Capital. Đó chính là 7 bài học đắt giá nhất cho người mới bắt đầu tham gia vào thị trường crypto. Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá những bí mật và những thách thức trong thế giới này, nơi mà tài năng, sự kiên nhẫn và chiến lược đúng đắn có thể đưa bạn lên đỉnh cao của thành công, nhưng mà một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến cho bạn mất đi tất cả. Với những kiến thức trong video này, Thuần hy vọng có thể giúp các bạn tránh được những sai lầm phổ biến nhất mà người mới thường mắc phải, đồng thời hy vọng có thể giúp các bạn gia tăng xác suất thành công trong hành trình đầu tư của các bạn. Thì sai lầm đầu tiên đó chính là thiếu kiến thức cơ bản. Bước đầu đầy mộng mơ khi mà kiến thức còn mơ hồ. Bạn có thể nói rằng tôi cần có kiến thức để đầu tư, tôi cần phải đọc white paper, nghĩa là sách trắng, tìm hiểu người sáng lập dự án, tokenomics và hàng trăm những thứ khác. Trên thị trường thì có hàng nghìn những đồng coin, làm sao mà tôi có đủ thời gian để tìm hiểu hết tất cả những dự án này trong một khoảng thời gian ngắn. Trong khi tôi chỉ muốn dùng thời gian rảnh rỗi ít ỏi còn lại sau giờ làm việc và một khoản tiền tiết kiệm để đầu tư vào crypto nhằm hy vọng nó có thể sinh sôi nảy nở trong tương lai. Vì tôi nên có những loại kiến thức quan trọng nào để có thể hiểu và tận dụng lợi thế của thị trường này? Đó là những câu hỏi mà khi các bạn mới bước vào thị trường nên các bạn thường sẽ đặt ra cho bản thân của mình. Và đó cũng là những kiến thức cốt lõi giúp bạn hiểu ra được giá trị của crypto, từ đâu mà có và nó đang được giải quyết các vấn đề khó khăn nào cho thị trường tài chính ở thời điểm hiện tại. Từ đó hiểu được bản chất thực sự của crypto cùng với các chu kỳ phát triển của nó. Hiểu về giá trị của crypto là gì, nó mang đến cuộc cách mạng nào đến thế giới tài chính. Tại vì nếu như các bạn không hiểu thì các bạn sẽ không tin. Và nếu các bạn đã không tin thì các bạn rất khó để đầu tư lâu dài và có thể đưa ra những cái quyết định đúng đắn trong đầu tư. Điều đầu tiên hết là các bạn phải hiểu kiến thức để nhận biết xu hướng của thị trường, nhận biết chu kỳ và đâu là mùa bull market, đâu là mùa bear market. Khi nào mà bạn còn đặt ra những câu hỏi như thế này: đào Bitcoin rất có hại đến môi trường và sẽ hút hết điện của nhân loại, Bitcoin chỉ là một bong bóng và sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào, Bitcoin là một công cụ cho tội phạm, rửa tiền hoặc là hoạt động phi pháp, Bitcoin được một chính phủ nào đó tạo ra, Bitcoin không có giá trị thực sự và không được hỗ trợ bởi bất cứ thứ gì, Bitcoin không an toàn và dễ bị hack. Có một cái sự thật đáng buồn đó là nếu như bạn nghĩ như vậy thì bạn cần phải tìm hiểu nhiều hơn về cách Bitcoin hoạt động. Sự thật đó nó luôn nằm ở chính giữa. Có rất nhiều người họ không thích crypto thì đó là cái lòng tin của họ. Có rất nhiều người họ cực kỳ yêu thích crypto và họ nghĩ là crypto sẽ giải quyết hết tất cả vấn đề trên thế giới, nhưng mà sự thật nó luôn nằm chính giữa. Và để hiểu được crypto giải quyết vấn đề gì, và nhiều khi bạn cần phải đặt bản thân mình vào một vị thế khác và hỏi câu hỏi là Bitcoin không những là giải quyết vấn đề gì mà giải quyết vấn đề đó cho ai. Và đối với những khoản đầu tư dài hạn, bạn cần phải đảm bảo chỉ mua vào những dự án có tiền ích thực tế hoặc cung cấp giải pháp cho một vấn đề nào đó thực tế. Một lần nữa, sai lầm đầu tiên đó chính là không hiểu. Và không hiểu sẽ dẫn đến là không tin. Và không tin sẽ dẫn đến những sai lầm trong đầu tư. Và nói thật, nếu các bạn đã không tin rồi thì các bạn cũng không nên bước chân vào thị trường crypto này. Sai lầm thứ nhì là theo đuổi lợi nhuận nhanh chóng, lướt sóng cao hay đâm đầu vào cơn bão. Thì bất cứ những gì bạn làm mà có ý nghĩa và giá trị đó thì đều cần thời gian. Từ việc xây dựng kinh doanh, xây dựng cơ bắp, xây dựng nhà cửa cho đến việc đầu tư cũng như vậy. Bạn có thể nói rằng crypto là loại tài sản có thể làm giàu nhanh nhất, nhưng bạn lại quên rằng một chu kỳ của crypto cũng mất 4 năm để hoàn thành. Và bạn cũng cần gần thời gian đó để có thể bắt hết xu hướng của một chu kỳ trong thị trường này. Tuy 4 năm cho một chu kỳ là ngắn hơn so với những cái chu kỳ của các loại tài sản truyền thống khác, như là vàng, bất động sản hay là cổ phiếu, nhưng mà nó vẫn tính bằng năm chứ không phải là bằng ngày hay là bằng tháng. Có ai đó mua đồng coin này ngày hôm nay, đồng coin kia ngày mai hoặc là tháng sau và có thể có lời hàng triệu đô. Nhưng mà bạn phải phân biệt được đâu là may mắn và đâu là một phương pháp bạn có thể lặp đi và lặp lại nhiều lần để có thể tìm kiếm lợi nhuận một cách bền vững trong thị trường tài chính. Cho nên mọi tư duy làm giàu nhanh bằng ngày hay là bằng tuần hay là bằng tháng đó thì cần phải được sửa lại và điều chỉnh cho phù hợp, là các bạn phải tính theo năm. Khi bạn đặt áp lực lên bản thân để tạo ra lợi nhuận nhanh chóng, bạn có thể trở nên vội vàng, thay đổi quyết định của mình dựa theo tình hình ngắn hạn ở trên thị trường.
Sai lầm kế tiếp là bạn chỉ đầu tư vào một đồng coin hoặc quá nhiều đồng coin, một mũi tên chí mạng hay là mưa tên trên trời. Bạn rất yêu dự án Doge, bạn rất yêu Solana, bạn quyết định đầu tư 100% những gì mình có vào những đồng coin này để các bạn thể hiện sự cam kết bản thân của mình. Nhưng mà rồi sao nữa các bạn? Trong danh mục đầu tư của bạn chỉ có duy nhất một đồng Doge, và nếu như mà trường hợp đồng Doge không tăng hoặc tăng không bằng những đồng coin khác thì như thế nào? Cứ nghĩ một ngày nào đó Elon Musk đã không ủng hộ đồng Doge nữa thì sẽ ra sao? Hoặc ngược lại, bạn đam mê rất nhiều dự án và phân bổ vốn cực kỳ nhỏ để đầu tư vào 100 dự án khác nhau, thì đây cũng là một sai lầm lớn luôn, vì càng nhiều đồng coin bạn đầu tư thì bạn càng chịu nhiều rủi ro hơn. Rủi ro ở đây không phải là đo lường về mặt bảo mật hay là khó quản lý, rủi ro về mặt thời gian để mua và bán. Ở đâu mà bạn có nhiều thời gian đến mức nghiên cứu và nhớ hết hàng trăm dự án cùng với cập nhật hàng ngày? Khi mà nhắc đến khái niệm đa dạng hóa trên một đầu tư trong crypto đó, thì có nghĩa là mọi người chấp nhận rủi ro để đầu tư vào một đồng khác ngoài Bitcoin. Vì hiện bây giờ đó, Bitcoin vẫn chiếm hơn 50% của tổng vốn hóa thị trường crypto và hoàn toàn chịu trách nhiệm cho xu hướng của cả thị trường. Bạn đa dạng hóa và đầu tư vào nhiều đồng coin khác nhau ngoài Bitcoin là để tối đa hóa lợi nhuận và tạo ra sự cân bằng về mặt cảm xúc. Nhiều người đã thường tin rằng trong ngắn hạn hoặc là trong một chu kỳ nào đó sẽ có những đồng coin có mức tăng trưởng vượt bậc cao hơn Bitcoin gấp mấy lần. Cho nên việc đa dạng hóa trên mặt đầu tư là một chiến lược quan trọng để các bạn có thể giảm đi rủi ro và tối ưu hóa lợi nhuận. Tuy nhiên, quan điểm đặt tất cả trứng vào một giỏ hoặc mua tất cả mọi thứ đều không phải là lựa chọn tốt nhất. Điều quan trọng là tìm ra một cái sự cân bằng. Nhưng mà làm sao có thể có được sự cân bằng trong việc phân bổ vừa để bảo vệ được tài sản và vừa có thể bắt được mức tăng trưởng mạnh của những đồng coin ngoài Bitcoin? Thì cũng rất khó các bạn, tại vì có một cái sự thật đó là hơn 90% các đồng coin sẽ không đạt được đỉnh mới tại chu kỳ tiếp theo. Nên việc bảo vệ danh mục đầu tư crypto của bạn là điều rất quan trọng. Vì chỉ cần vài đồng coin top thì phần trăm vốn hóa đã chiếm hết phần lớn thị trường. Bạn chỉ cần phân bổ vừa đủ vào top 10 hay là top 20 đồng coin là có thể đã đủ để bắt kịp mức tăng trưởng trung bình của thị trường. Đây còn được gọi là phương pháp đầu tư theo chỉ mục, tôi sẽ chia sẻ thêm trong một video sau này. Nhưng mà để nói đơn giản đó, thì đầu tư theo chỉ mục có nghĩa là bạn phân bổ danh mục đầu tư một cách hợp lý bằng cách bám sát vào phần trăm vốn hóa từng đồng của thị trường. Như là Bitcoin chiếm hơn 50% vốn hóa của thị trường, Ethereum chiếm hơn 20%, vì tổng hai đồng này đã chiếm hơn 70%. Nếu bạn đầu tư theo chiến lược index thì bạn có thể mua theo phần trăm những đồng coin vốn hóa theo thị trường. Đây là một cách làm tương đối là an toàn và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Thường nói là tương đối là an toàn tại vì chúng ta chỉ đang nói tới đầu tư vào crypto mà thôi. Đừng cố gắng phát minh ra bánh xe, các chiến lược đơn giản thường mang lại hiệu quả cao. Sai lầm kế tiếp là mua bán theo cảm xúc, trái tim đam mê hay là lý trí sắt đá. Cảm xúc là một phần không thể tách rời của con người. Chúng ta vui khi mà thấy crypto tăng giá và cảm thấy thất vọng, thậm chí là tuyệt vọng khi mà thị trường đi xuống. Nhưng mà khi cảm xúc trở thành trọng tâm trong quyết định đầu tư, chúng ta dễ rơi vào bẫy của thị trường, mua vào khi mà giá đang ở mức cao và bán ra khi mà giá đang ở mức đáy. Ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cảm giác đó, nỗi sợ bị bỏ lỡ hay gọi là FOMO, khiến chúng ta mua sắm một cách mù quáng chỉ vì không muốn bỏ lỡ cơ hội vàng. Nhưng đằng sau FOMO là gì? Là sự tham lam, là một ánh sáng ló mắt của lợi nhuận ngắn hạn. Cách tốt nhất để tránh FOMO là có tầm nhìn dài hạn về chiến lược đầu tư của bạn và tập trung vào việc xây dựng danh mục tài sản chất lượng thay vì theo đuổi lợi nhuận ngắn hạn. Và để tránh rơi vào vòng xoáy này đó, hãy nhớ một điều: những nhà đầu tư thành công nhất không phải là những người hành động theo bản năng, mà là những người có chiến lược rõ ràng và kiên định đeo đuổi nó. Họ biết khi nào nên vào cuộc và quan trọng hơn, họ biết khi nào nên rút lui. Nếu bạn là một fan của Warren Buffett thì ông cũng đã từng nói: thị trường là một cơ chế chuyển tiền từ những kẻ thiếu kiên nhẫn sang những người kiên nhẫn. Điều này không chỉ đúng với thị trường chứng khoán mà nó còn đúng với cả thị trường crypto. Nếu như bạn đã có một kế hoạch tốt, bạn sẽ không dễ bị mua trong tham lam và bán khi mà sợ hãi. Cảm xúc là một phần bên trong con người và rất khó để xóa bỏ được nó. Bạn có thể giảm bớt cảm xúc khi mà thực hiện việc tập luyện trong một thời gian dài, nhưng mà việc xóa bỏ hoàn toàn cảm xúc ra khỏi việc đầu tư là điều hoàn toàn không thể. Nhưng mà bạn có thể giảm cái sự ảnh hưởng của cảm xúc bằng việc tuân thủ theo các kế hoạch đầu tư của mình. Kế hoạch đơn giản nhất để bạn có thể thực hành và làm theo là mua trong giai đoạn thị trường xuống hay còn gọi là bear market và bán trong giai đoạn thị trường lên hay còn gọi là bull market. Nghe rất dễ nhưng mà không phải ai cũng làm được. Mà như bạn cũng đã biết, chiến lược thường áp dụng đó chính là trung bình giá khi mà giá xuống trong thời gian như thế này và trung bình giá ra khi mà giá tăng trong thời gian bull market.
Và trung bình giá là một cách để giảm sự ảnh hưởng của cảm xúc. Các bạn mua bán thì chia nhỏ ra từng phần. Có nghĩa lúc bạn mua hay bán thì bạn có thể chia nhỏ ra từng phần số tiền mà bạn cần mua hay là cần bán trong thị trường này. Sai lầm kế tiếp đó chính là không rành hay là không thích hoặc là thờ ơ về bảo mật, khóa cửa nhà để trái tim bình yên. Đây là một trong những cái lỗi cơ bản và phổ biến nhất trong thị trường crypto. Bạn để một số tiền có ý nghĩa với cuộc đời của mình lên đên ở một nơi nào đó trong không gian mạng với ít sự bảo mật nhất có thể. Đó là cách mà mọi người thường làm. Họ lưu trữ crypto ở sàn giao dịch, ở ví nóng, những giao thức phi tập trung như là DeFi, ở các công ty cho vay lấy lời. Tất cả những nơi này đều có chung một đặc điểm, đó là rất nguy hiểm. Và sai lầm này không chiều một ai hết các bạn. Chúng ta đã từng nhìn thấy những gì xảy ra vào năm 2022 khi mà chúng ta thấy hàng loạt những công ty như là Celsius, Voyager, FTX sụp đổ. Có một điều thú vị là đối với lại tiền mặt đó, thì bạn không có đưa tiền mình hay là không có đưa bất cứ tài sản nào cho một ai nắm giữ. Nhưng mà ngược lại đối với crypto đó thì nhiều người lại không có một cái sự liên kết về giá trị của những crypto đó và sẵn sàng để những crypto đó được lưu trữ bởi một đơn vị thứ ba và chấp nhận nguy hiểm đó. Mặc dù sàn giao dịch có thể tiện lợi cho việc giao dịch nhưng mà nó không phải là lựa chọn an toàn để lưu trữ crypto trong thời gian dài. Sàn giao dịch đã gọi là sàn giao dịch thì dùng để mà giao dịch mà thôi, và họ có thể bị hack hoặc gặp sự cố kỹ thuật dẫn đến mất mát tài sản. Một sai lầm khác là sử dụng mật khẩu yếu và không bảo vệ tài khoản đúng cách. Sử dụng một mật khẩu đơn giản hoặc là sử dụng mật khẩu giống nhau cho nhiều dịch vụ có thể làm cho tài khoản của bạn trở nên dễ bị tấn công hơn. Mặc dù là sử dụng ví lạnh hay là ví cứng hiện tại đó thì vẫn có nhiều phiền phức và cũng có rủi ro chứ không phải là không có. Nhưng mà đây là cách an toàn nhất hiện tại mà chúng ta biết. Và cho dù là giá trị danh mục đầu tư của bạn là 1.000 đô hay là 100.000 đô, nhưng mà điều quan trọng là phải bảo vệ tài sản của bạn đúng cách. Hãy thử sử dụng một mật khẩu duy nhất mà bạn không sử dụng trên bất cứ trang web nào khác, không hiển thị khóa riêng của bạn cho bất kỳ ai và lưu trữ tài sản của mình trong ví lạnh. Nếu như bạn không biết cách sử dụng hoặc là không có điều kiện đi mua những loại ví chứa lạnh hay là ví cứng, thì trước hết á, bạn có thể suy nghĩ đến là dừng việc đầu tư lại để tìm hiểu, để tiết kiệm và mua những vật dụng này trước khi mà các bạn đầu tư một phần tài sản của mình vào trong thị trường crypto. Sai lầm kế tiếp là sử dụng đòn bẩy khi mà chưa biết mình sẽ sớm sập bẫy. Hãy nghĩ đi, bạn mới vừa tập lái xe nhưng bây giờ đó bạn lại muốn mượn ai đó một chiếc siêu xe công suất lớn để mà tập chạy. Khả năng bạn leo lên lề và va phải cục đèn là rất cao. Đòn bẩy đó cũng như vậy, nó cho phép bạn mua hoặc bán một lượng lớn hơn so với số tiền bạn có. Ví dụ như là với đòn bẩy 10 trên 1 bạn chỉ cần 1.000 đô để có thể mua được 10.000 đô. Nếu như mà thị trường không như ý muốn và di chuyển ngược lại bạn chỉ 10%, bạn sẽ mất toàn bộ số vốn 1.000 đô của mình. Trong khi đó, nếu không sử dụng đòn bẩy thì bạn chỉ mất 100 đô mà thôi. Điều này tạo ra áp lực tâm lý và dễ dẫn đến việc đưa ra quyết định sai lầm. Sử dụng đòn bẩy là một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất mà những người mới tham gia vào thị trường mắc phải. Và đòn bẩy cũng có thể là một rào cản giới hạn việc bạn mở rộng và phát triển tài khoản của bạn sau này. Khi bạn sử dụng đòn bẩy là bạn đang vay mượn tiền của ai đó để đầu tư, mà người đó chính là sàn giao dịch. Và không nên vay mượn tiền để đầu tư nếu như bạn chưa thật sự biết đầu tư và sản sinh ra lợi nhuận qua từng chu kỳ. Nó chỉ dành cho những bạn nào mà đã có dày dặn kinh nghiệm mà thôi. Hãy nghĩ đòn bẩy nó giống như là một cây búa vậy các bạn. Cây búa có thể giúp bạn đóng đinh rất hiệu quả, nhưng mà ngược lại nếu bạn sơ ý thì nó có thể đập vào ngón tay của bạn và sẽ rất đau. Và sai lầm cuối cùng đó chính là không có kế hoạch đầu tư, bước đi mà không biết đi về đâu. Hãy tưởng tượng bạn đang đi trên một con đường mà không biết điểm đến. Đó chính là cảm giác khi bạn đầu tư mà không có kế hoạch. Mỗi lần thị trường biến động, trái tim bạn như là bị bóp nghẹt. Mỗi lần mà giá giảm, bạn lại cảm thấy mất mát. Mỗi lần mà giá tăng, bạn lại cảm thấy hối tiếc vì không mua sớm hơn. Đó là hậu quả của việc thiếu kế hoạch. Đầu tư vào crypto đó không chỉ là việc mua và bán, mà nó còn là việc hiểu rõ mục tiêu của mình. Bạn đang mong muốn một cuộc sống tốt hơn, một tương lai vững chắc, thì hãy bắt đầu từ việc lập kế hoạch đầu tư, xác định rõ mục tiêu, xác định là khoản vốn bạn sẵn lòng đầu tư và cái mức rủi ro bạn có thể chấp nhận và đâu là những thứ bạn muốn đạt được khi bạn đầu tư crypto. Khi được hỏi mục đích của bạn đầu tư crypto là gì, thì phần lớn mọi người sẽ trả lời là tôi muốn tiền, tôi muốn nhiều tiền. Nhưng mà nếu như hỏi thêm là bạn muốn bao nhiêu tiền, thường thì câu trả lời nhận được là càng nhiều càng tốt. Sự thật đó là crypto có thể giúp bạn có tiền. Và tiền thì có thể giúp bạn thực hiện những mục tiêu mà bạn mơ ước. Đừng để chỉ thấy tài khoản tăng
mà quên đi rằng mục đích của bạn đầu tư vào crypto là vì điều gì. Đây là lý do tại sao mà nhiều người đã bỏ lỡ cơ hội chốt lời. Khi mà crypto tăng trưởng mạnh những năm như năm 2021 và năm 2017, bạn càng rõ mục tiêu bấy nhiêu thì xác suất bạn chốt lời lợi nhuận càng cao bấy nhiêu. Bạn đầu tư vào crypto hay là bất cứ một loại tài sản nào để có thể thay đổi cuộc sống của bạn, chứ không phải bạn đầu tư chỉ để đầu tư. Và đó là mục đích mà bạn đầu tư được crypto, chứ không phải vào thị trường chỉ để bắt đáy và bán đỉnh. Và đây là 7 sai lầm căn bản mà một người mới tham gia crypto thường hay vấp phải. Cho nên trước khi mà nhiều bạn mới tham gia vào thị trường thì Thuận muốn dành thời gian để mà chia sẻ cái video ngắn này. Crypto là một thị trường đầy biến động và rủi ro, nhưng mà cũng vì cái sự biến động và rủi ro đó cho nên chúng ta mới có cơ hội. Tại vì nếu như mà không có rủi ro thì sẽ không có cơ hội các bạn. Nhưng mà nếu như bạn tiếp tục học hỏi, kiên trì và luôn tin tưởng như bản thân, bạn sẽ tìm thấy con đường dẫn đến thành công. Đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Hãy luôn nhớ vì sao bạn bắt đầu hành trình này. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi, như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Bitget, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.